Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án Hà Nội sắp xét xử Phạm Đoan Trang và hai dân oan Dương Nội. Nhà báo Phạm Đoan Trang cùng hai nhà hoạt động cho quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm sẽ được đưa ra xét xử trong các phiên tòa riêng biệt vào đầu tháng sau tại Hà Nội. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh chia sẻ. Luật sư Mạnh, người sẽ bảo chữa cho bà Trang và ông Phương, hôm 18 tháng 10 cũng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA biết rằng trước đó trong ngày ông đã nhận được văn bản thông báo của Tòa án Hà Nội về việc xét xử ông Phương cùng bà Tâm vào ngày 3 tháng 11 và bà Trang trong một phiên tòa khác vào ngày 4 tháng 11. Bà Trang, người từng là phóng viên cho báo Nhà Nước và là tác giả nhiều cuốn sách trong đó có Chính trị Bình Dân, đã bị bắt cách đây hơn một năm tại Thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo điều số 117 Bộ luật Hình sự vào năm 2015 của Việt Nam. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang với tập tài liệu song ngữ báo cáo về Đồng Tâm về vụ 3.000 lính của Bộ Công an Việt Nam mà đứng đầu là ông Tô Lâm đột kích vào làng Đồng Tâm lúc nửa đêm và giết chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, đảng viên lão thành cách mạng. Giấy triệu tập của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội gửi cho luật sư Mạnh thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự vụ xét xử vào ngày 4 tháng 11 mà Đài Tiếng nói Hoa Kỳ được xem cho biết. Bà Trang đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều khoản 1 điều 88 Bộ luật Hình sự. Điều 88 trong Bộ luật Hình sự vào năm 1999 sau này đã trở thành điều 117 trong Bộ luật Hình sự vào năm 2015. Luật sư Mạnh nhận bảo chữa cho bà Trang vì theo ông cho biết nhà báo tự do từng được Tổ chức Phóng viên Không biên giới trao giải tự do báo chí đã đề nghị ông làm luật sư trong trường hợp xa vào vòng lao lý. Tuy nhiên, luật sư Mạnh cho biết ông chưa bao giờ được gặp thân chủ của mình kể từ khi nhận bảo chữa cho bà Trang từ tháng 10 năm ngoái. Từ ngày chúng tôi làm thủ tục bảo chữa cho tới điểm này thì tôi chưa hề được cơ quan điều tra hoặc cơ quan tố tụng tạo điều kiện để tiếp xúc với thân chủ của mình. Luật sư Mạnh đã nói như vậy. Vị luật sư thường tham gia bảo vệ cho các nhà bất đồng chính kiến cho biết rằng ông lo ngại không đủ thời gian để tiếp cận hồ sơ vụ án và thân chủ, đặc biệt trong bối cảnh có những hạn chế về đi lại và tiếp xúc do COVID-19 gây ra. Nếu không, chúng tôi sẽ đành làm thủ tục xin đề nghị tòa án cho hoãn phiên tòa xét xử một thời gian, khoảng 3-4 tuần, và với thời gian như vậy, chúng tôi có thể chuẩn bị cho vụ án tốt hơn. Luật sư Mạnh đã nói và cho biết rằng, ngoài ông còn có 6 luật sư khác từ cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia vào bảo chữa cho bà Trang. Trong vụ xét xử, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 11, luật sư Mạnh sẽ bảo chữa cho ông Phương. Ông Phương và bà Tâm là những người lên tiếng mạnh mẽ trong vụ đột kích gây chết chóc của hàng ngàn cảnh sát cơ động vào làng Đồng Tâm vào hồi tháng 1 năm 2019. Hai người này bị bắt vào tháng 6 năm ngoái và cũng bị tạm giam từ đó cho đến nay trong lúc cảnh sát tiến hành điều tra. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Tâm bên trái, còn gọi là Tâm Dương Nội, và ông Trịnh Bá Phương. Quyết định đưa ra vụ án ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân Hà Nội mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được xem cho biết ông Phương và bà Tâm đã bị cáo buộc tội danh tương tự như bà Trang. Họ bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự vào năm 2015. Cả hai điều luật trong Bộ luật Hình sự là điều 331, đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ, và điều 117, điều luật thường hay được gọi với cái tên ngắn là tuyên truyền chống nhà nước. Theo tôi, lẽ ra không nên có trong Bộ luật Hình sự này. Luật sư Mạnh đã nói như vậy. Bởi vì hai điều luật này vô hình chung là phủ nhận quyền tự do ngôn luận mà Hiến pháp đã quy định. Mọi sự phê bình, chỉ trích hay phân tích về những chính sách thì tôi nghĩ rằng có bất kỳ người dân nào cũng có quyền làm điều đó và nhà nước cũng nên khuyến khích điều đó. Các điều khoản này cũng thường bị các nhà hoạt động dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án là một công cụ để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng nhằm đàn áp các tiếng nói bất đồng với Đảng Cộng sản. Truyền thông nhà nước Việt Nam vào hồi tháng 10 năm ngoái cũng cho rằng bà Trang bị bắt vì có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân và Voice. Vẫn theo báo chí chính thống của Việt Nam, ông Phương và ba người khác gồm có mẹ và anh trai bị bắt vì phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống phá nhà nước.
Đây là hình ảnh cả ba mẹ con đều bị bắt giam, bao gồm bà Cấn Thị Thêu bên phải, Trịnh Bá Phương ở giữa và Trịnh Bá Tư. Nhiều tổ chức và chính phủ quốc tế trong hơn một năm qua cũng đã kêu gọi trả lại tự do cho bà Trang cũng như ông Phương, cùng với những người dân làng Dương Nội khác cùng có bà Cấn Thị Thêu và con trai là Trịnh Bá Tư bị bắt và xử phạt tù giam trong các phiên tòa khác nhau. Trên trang Facebook cá nhân của mình, giáo sư Mạc Văn Trang cũng bình luận như sau: xấu hổ và đau xót. Đọc xong bài báo hai nhà báo đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2021 đăng trên tờ Việt Nam Express, tôi chợt nghĩ đến nhà báo Phạm Đoan Trang mà thấy xấu hổ và đau xót. Bài báo viết, giải Nobel Hòa bình năm nay thuộc về Maria Desser và Dmitry Muratov, hai nhà báo người Philippines và Nga vì nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và hòa bình lâu dài. Ủy ban Nobel Na Uy đã ra tuyên bố vào hôm nay khi trao giải Nobel Hòa bình cho hai nhà báo Philippines Maria Reza và nhà báo Nga Dmitry Muratov. Reza và Muratov được trao giải thưởng vì sự đấu tranh dũng cảm cho tự do ngôn luận ở Philippines và Nga. Đồng thời, họ là đại diện của tất cả các nhà báo đứng lên vì lý tưởng này trong một thế giới mà dân chủ và tự do báo chí phải đối mặt với những điều kiện ngày càng bất lợi. Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andre đã nói như vậy trong cuộc họp báo tại Oslo. Đây là hình ảnh Việt Nam đang giam giữ 276 tù nhân lương tâm, trong đó hầu hết đều là người lên tiếng về quan điểm cá nhân một cách ôn hòa. Tôi thấy xấu hổ vì hai nhà báo kia lập ra hai tờ báo thực hiện quyền tự do ngôn luận để phê phán các sai lầm của chính quyền, lên án tệ tham nhũng, lạm quyền và các tệ nạn xã hội. Vậy mà khi họ được công khai, đàng hoàng hoạt động, được sống, được công chúng tin cậy và được giải thưởng Nobel Hòa bình, chính quyền không những không ngăn cản, đến nhận mà còn tự hào và chúc mừng họ. Mà chính quyền Duterte ở Philippines và chính quyền Putin ở Nga thì vẫn bị coi là độc tài đấy. Trong khi đó, tự do ngôn luận ở Việt Nam được ghi trong hiến pháp nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Hàng loạt nhà báo, blogger bị bắt, bị tù đầy. Các nhà báo nói lên sự thật và phê phán những sai trái của chính quyền một cách ôn hòa cũng bị coi là thế lực thù địch. Điển hình là chính quyền bắt giam một năm nay và sắp đưa ra xét xử nhà báo Phạm Đoan Trang về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Được quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Đau xót vì so sánh hai nhà báo này với Phạm Đoan Trang thì nhà báo Phạm Đoan Trang có kém gì đâu mà bị khủng bố, bôi nhọ, bắt bớ, tù đầy. Phạm Đoan Trang, một nhà báo ưu nước, có trách nhiệm xã hội rất cao và đặc biệt là một tài năng hiếm có. Trong vòng vài năm, cô đã xuất bản mấy cuốn sách như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Báo cáo toàn cảnh thảm họa môi trường Việt Nam, Báo cáo về đồng tâm, vân vân. Thành lập trang web Luật Khoa Tạp chí với tư cách là một hình thức báo chí độc lập tại Việt Nam để phổ biến chủ yếu về lĩnh vực pháp luật. Đây là hình ảnh tất cả những tác phẩm của Phạm Đoan Trang và nhà xuất bản Tự Do đều nằm khai dân trí về chính trị. Đúng như nhiều người đã nhận xét, dân trí về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cũng bị kìm kẹp, kém phát triển, nhưng tệ hại nhất là dân ta rất kém hiểu biết về khoa học chính trị, về quyền công dân, về dân chủ, về nhân quyền. Phạm Đoan Trang đã dồn hết tâm trí vào lĩnh vực này. Phạm Đoan Trang không hề chửi bới, kích động, chống phá chính quyền. Thậm chí cô luôn nhắc phi bạo lực và phi bạo lực. Sách của Phạm Đoan Trang cung cấp những thông tin rất cơ bản, hiện đại, thực tế, cách viết bình dân, chân thực, giản dị, hướng dẫn con người dân có trách nhiệm và ý thức, thái độ, hành động đúng mực thực để thực hiện các quyền cơ bản được ghi trong Hiến pháp của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Tôi thách Quốc hội Việt Nam tốn nhiều tỷ để ra một cuốn sách phổ cập kiến thức chính trị cho các đại biểu Quốc hội và cho người dân đạt trình độ như sách Chính trị bình dân với hơn 500 trang như Phạm Đoan Trang đã làm. Một người yêu nước, một tài năng quý giá như thế mà đem hủy hoại đi, thật độc ác, thật đau xót cho đất nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2021 với bản tin Tòa án Hà Nội sắp xét xử Phạm Đoan Trang và hai dân oan Dương Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.